Vòng. Sao chú vào được nhà tôi? Thế mày cho tao cái chìa khóa, mày quên rồi à? Chú đến đây làm gì? Tao nhớ là công an đã thu giữ hết rồi mà. Thế sao mày lại có? Lão Hề sai chú đến đây à? Mày đang giở trò gì đấy Phương? Đây được gọi là toa thuốc âm dương điều hòa, chuyên trị giảm đau, tăng cường sinh lực. Hồi còn sống, Lăng Tâm rất nổi tiếng với toa thuốc đặc hiệu này. Trong hồ sơ vụ án của Lăng Tâm có ghi chú việc tìm ra một lượng nhỏ chiết xuất nhựa cây anh túc trong thuốc âm dương này. Chính vì vậy ban chuyên án mới đặt ông ta vào diện nghi vấn. Sau này khi phát hiện ra xác của Lăng Tâm, kiểm tra trên người có một lượng lớn ma túy, ban chuyên án đã tiến hành khám nhà và tìm thấy thêm một bao tải chứa quả cây anh túc. Chi tiết này lại càng khẳng định cho kết luận của ban chuyên án. Lăng Tâm đã lợi dụng vỏ bọc và uy tín của một lương y thường xuyên vào rừng hái thảo dược để ngụy trang cho việc nhận thuốc phiện và ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới, rồi mang về nhà, sau đó đi tiêu thụ. Cậu đưa gói thuốc này đi, kiểm tra xác minh và làm rõ cho tôi xem đây là thuốc của Lăng Tâm để lại hay là do Lang Phương bào chế. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết bố tôi thôi. Mày nghi Lão Hề liên quan đến cái chết của bố mày, rồi mày đưa những thứ này cho ông ấy. Mày đang làm mọi việc rối tung hết cả đây đấy Phương à. Nhưng tôi không tin một người như bố tôi lại có thể dính líu đến ma túy và phải chết đột ngột như thế được. Nếu như chú không giúp tôi sẵn sàng bới tung tất cả mọi việc lên đấy.